Lâu lắm rồi nhà mình mới đi dã ngoại ha. Dạ. Còn một tuần nữa mà mama nôn quá à. Nhưng mà không biết là bao nhiêu sữa cool đây thì đủ cho các con chưa ha. Con chuẩn bị xong rồi nè. Cái này là sữa trái cây cool chuẩn 5 sao hệ miễn dịch, hỗ trợ sức đề kháng. Cái này là của con. Mama. Cái này á là sữa cool sô-cô-la lúa mạch, cung cấp năng lượng cao lớn. Cái này là của anh Chíp Chíp nè. Mama. Còn cái này có phải là của bà Mu không? À, bà Moon Moon. Còn mấy cái sữa dư này thì con sẽ bỏ vào ba lô của con. Mama chuẩn bị đủ hết cho mọi người rồi mà con. Cũng may nha, có cái ba lô cool nè, chống gù đa sinh năng luôn. Đeo nặng cũng không bị gù, không thì con gái của bà bị đẹp. Bà kỳ quá à. Sắn ngay thẻ quà cool, nhận bảo bối siêu cool.